Hay là một em GN đầy đầu dọn. Các bạn lưu ý đây là xe nhà của mình nha, xe dọn chạy không phải dọn để bán. Và có nhu cầu là qua mùa Tết này có nhu cầu bán. Đây là xe của thằng em của mình. Rồi đây, lượn qua một vòng. Biển số 76H1-22329. Thì xe này nó sẽ chứng, xe này chính chủ sẽ chứng giấy qua cho mình. Rồi các bạn mua mình sẽ chứng giấy qua cho các bạn nha. Muốn chứng giấy sang tên vô tư nha. Rồi, đó. Rồi bây giờ coi chi tiết. Đây là cụm tay lái. Rồi, cụm ghi đông. Đồng hồ này là báo công tơ mét, báo số. Có tay trước có xài thân đĩa nha. Cụm đèn pha thì xài hai cái chứng hộp dịch lộn. Cụm đèn pha đó, như một hộp dịch mới. Cặp vỏ đây đi, cặp vỏ V-Rubber nha, niền câm. Đấy, xe dọn chạy nên các bạn thấy luôn. Ốc ác rồi, dọn mới toàn bộ. Nhưng chi tiết là dọn tinh xảo, không phải là dọn bán, cho nên các bạn cứ yên tâm. Đấy, đi cặp nhông xanh dĩa hoàng, đi dĩa 39. Cặp lốp là cặp lốp V-Rubber thằng hiểu, khó kiếm được cặp lốp V-Rubber trên thị trường. Size của nó là 110, 90, 16, còn phía trước là 190, 17. Đang xử lý lại cái bô nữa, tiếng bô chưa có ấm, xử lý thêm cho nám. Rồi, ok, các bạn có thể đặt cọc ngay từ bây giờ nha, sau ngày 20 âm lịch thì mới nó bắt đầu mới bán. Tại hiện giờ xe đang chạy, đang sử dụng, hiện giờ vẫn chưa qua Tết nữa. Rồi các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phụ Tùng Vin Xe Cúp. Đây là cái yên của xe Honda cấp 86 đời cao. Này là da zin, đế zin. Rồi, vừa về được một cặp nha. Để phân biệt được đồ zin này, thứ nhất đây là cái đế nhựa. Cái đế này, đế zin này nó rất là đặc biệt nha. Đây. Đấy. Rồi cục cao su hết, nó tròn như thế này. Rồi cái bát ở trên thì đồ zin, thì cái bát này nó dính chung với cái đế này luôn nha. Da zin, để phân biệt da zin với da bọc lại thì da zin ở đây nó ép luôn, ép giữa miếng đen và miếng trắng này nó ép liền nhau. Còn đối với da lô thì cái này nó mai bằng một đường chỉ nối liền giữa hai mặt nha. Đó là phân biệt giữa bia yên da zin, yên da lô. Mốt trong đây zin, da zin, đế zin. Rồi, các bạn có nhu cầu mua phụ tùng Vin Xe Cúp thì liên hệ với mình luôn nha. Qua số điện thoại 0982116306. 0982116306. Rồi, tất mình cung cấp tất cả các loại phụ tùng liên quan tới xe cúp nha. Phương thức mua hàng là chuyển khoản trước, nhận hàng sau, không ship COD. Các bạn có thể Zalo cho mình để coi hình, coi video nha. Rồi, các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để thường xuyên theo dõi kênh video của tôi sẽ cấp của mình nha. Ok, bye bye, xin cảm ơn tất cả các bạn.